Lý Nhã Kỳ bị lộ ảnh thân mật bên người đàn ông lạ sau khi từ chối Thái Khoa, hóa ra là người quen. Lý Nhã Kỳ có sự nghiệp thành công nhưng lại khá lận đận về đường tình duyên. Năm 2019, cô gây bất ngờ khi tuyên bố đã chia tay bạn trai 9 năm. Nay ở tuổi 40, cô vẫn đang tiếp tục tìm người đàn ông phù hợp để gắn bó dài lâu. Gần đây nhất, Lý Nhã Kỳ nhận lời làm nữ chính trong show Hẹn Hò Người Ấy Là Ai. Cô được Thái Khoa, chàng trai 24 tuổi gốc Việt sinh sống tại Đức, chủ động tỏ tình. Tuy nhiên, sau chương trình, nữ diễn viên cho biết cô chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với chàng trai này. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Lý Nhã Kỳ thân thiết bên một nam nhân khiến dân tình không khỏi nháo nhào. Qua tìm hiểu thì đây không phải ai xa lạ mà chính là ông hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn. Trên trang fanpage Facebook, Ngọc Sơn cũng đã đăng tải một đoạn clip ngắn quay lại khoảnh khắc hội ngộ Lý Nhã Kỳ trong một nhà hàng có không gian cực kỳ ấm cúng. Nam danh ca không giấu được sự xúc động và hạnh phúc khi gặp lại đàn em sau nhiều năm. Giọng ca tình cha tâm sự, Ngọc Sơn đi ăn với em gái Lý Nhã Kỳ, em gái tình yêu, rất là vui, hân hạnh, xúc động. Tu lâu năm không xuống núi, em gái kêu liền xuống núi, xuống lưng chừng thôi, không dám xuống quá. Suốt clip cả hai thoải mái cười đùa bên nhau, Ngọc Sơn và Lý Nhã Kỳ còn khoác vai rất tình cảm. Có thể thấy giữa họ có mối quan hệ vô cùng thân thiết, không câu nệ xã giao như nhiều mối quan hệ khác trong showbiz. Dưới phần bình luận, Ngọc Sơn còn chia sẻ hình chụp chung vừa thân mật vừa nhí nhảnh với đàn em. Cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước mối quan hệ thật sự của ông hoàng nhạc sĩ và đại gia kim cương của showbiz Việt. Hầu hết đều để lại bình luận khen ngợi. Tuyệt vời quá, Lý Nhã Kỳ rất dễ thương. Trời ơi, sao tự dưng thấy đẹp đôi quá nè. Ngồi gần, Nhã Kỳ xinh đẹp trong anh Sơn cũng trải ra hẳn. Ngọc Sơn sống tình cảm nên ai cũng quý, cũng thương. Lý Nhã Kỳ và Ngọc Sơn có cơ duyên gặp gỡ từ rất nhiều năm về trước, cả hai nhiều lần cùng tham gia game show, làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp. Dù không thường xuyên tương tác trên mạng xã hội nhưng trên thực tế cả hai ngoài đời là bạn bè tốt, luôn ủng hộ nhau trên con đường sự nghiệp. Giữa showbiz nhiều thị phi toan tính, tình anh em của Lý Nhã Kỳ và Ngọc Sơn khiến khán giả vô cùng trân quý và ngưỡng mộ. Lý Nhã Kỳ là diễn viên, doanh nhân thành đạt của làng showbiz Việt. Cho đến nay, Lý Nhã Kỳ luôn được nhắc đến là một quý cô xinh đẹp, sang trọng với khối tài sản hoành tráng, luôn diện đồ xa xỉ nhưng cũng không ít thị phi vây quanh. Ở độ tuổi 40, Lý Nhã Kỳ có trong tay từ danh vọng lẫn tiền tài. Trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải một đoạn clip lên đồ dịp lễ. Trong clip cũng có sự xuất hiện của stylist riêng của cô nàng. Người này sẽ đứng ra phối đồ cho Lý Nhã Kỳ. Dẫu là một người có kinh nghiệm nhưng vẫn phải đau đầu trước một dàn túi xách của nữ diễn viên Việt quá nhiều. Xem clip xong, ai nấy cũng ví von tủ túi xách của Lý Nhã Kỳ chẳng khác gì một cửa hàng được trưng bày bán ở ngoài trung tâm thương mại. Ngắm qua có thể thấy trong các túi xách của Lý Nhã Kỳ, tất cả đều là đồ hiệu và đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, tính sơ sơ cũng đã vài tỷ đồng. Dàn túi đều được sắp xếp rất kỹ càng và ngăn nắp. Đồng thời, Lý Nhã Kỳ còn sử dụng bao ni lông để bọc lại cẩn thận tránh bụi. Từ xưa đến nay, dân tình đều biết Lý Nhã Kỳ là một nữ diễn viên giàu có. Chính vì thế, cô cũng trở thành một tay chơi hàng hiệu có tiếng. Các món đồ cô sử dụng đều là hàng đắt đỏ. Tuy nhiên, đây cũng là lần hiếm hoi dân tình mới tận mắt được chiêm ngưỡng tủ túi xách của cô nên ai nấy cũng choáng ngợp. Không chỉ sở hữu túi xách, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu nhiều tài sản khổng lồ khác như biệt thự, xế hộp và kim cương. Nữ diễn viên từng tiết lộ rằng cô phải mua 5 két sắt mới có thể đựng hết số kim cương trong nhà.